Nếu các bạn muốn mua Robux, hãy truy cập ngay banrobux.vn, nơi bán Robux an toàn, giá rẻ, uy tín nhất. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game One Fruit nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ thử test hai cái mini mới. Trời ơi, cái quỷ nó dục đóng rồi mọi người ạ. Test thử hai cái mini mới này, coi thử cái mini nào thì đam nó sẽ to hơn. Thì nói chung là một cái hình như là một cái rare, gì là một cái legend, là một cái head mythical mọi người ạ. Nhưng mà 9 phút nữa mình random được xíu nữa, mình làm xong video mình sẽ quay về random ha. Thì test thì gọi là trên tinh thần là coi thử hai cái mini mới này cái nào ngon hơn thôi mọi người nhé, chứ mình cũng không có ý định là gọi là gọi là quá khắt khe về vấn đề đam, tại vì nó một cái là legend, một cái là mythical nha mọi người. Lý do tại sao mình nói là một cái là legend, một cái là mythical, nếu như các bạn nào đã lấy rồi thì bạn sẽ biết. Đây, cái này là cái của chuyên lửa V2 thì nó là legend. Đây, còn cái này là cái của cái Galaxy đấy, nó là mythical ấy. Hai cái này thì mình đã có clip lấy rồi, nếu các bạn nào không biết lấy thì có thể xem ha. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển qua cái đảo gì ta, cái đảo hải quân đi, gọi là cái đảo hải quân đi. Đảo hải quân bên trong game này rất nhiều đảo hải quân mọi người à. Thì mình sẽ test cái mini gì ta, cái mini Galaxy trước nhé mọi người, của Gap trước ấy. Cái mini này thì thật sự ra trong phim thì ít xem, thấy ít gọi là ít thấy nhiều mọi người ạ. Cái mini chân lửa thì chúng ta thấy rất là nhiều, nhưng là đáng lẽ chắc là lý do là Gap là anh hùng hải quân nên chắc là được khuyến khích cho lên legend mọi người ạ. Chứ thật sự ra thì trong phim mọi người chỉ thấy, trong anime mọi người chỉ thấy Gap là xài có vài lần thôi, không có nhiều. Thì để đổi được thì mọi người vào đây nhé, mọi người lấy cái mini combat ở bên C1 ấy, mọi người đánh tầm khoảng 2000 con quái, xong mọi người sẽ quay về đây, mọi người lấy cái cục đó mọi người đổi ha mọi người. Thì hiện tại thì điểm star của mình thì 10.000 thôi, điểm star ấm của mình thì 10.000 thôi mọi người ạ. Nên test là trên phương diện là không match mini và trên phương diện là mình có 10.000 điểm star đấy, cho nó bằng nhau luôn. Nhưng mà mình để lập cái trái quỷ á, trái gì đi, trời đất ơi, cái trái thì gớm thiệt. Coi thử coi nhận được cái trái quỷ trong đây không. Chưa được rồi, một tiếng mấy nữa mới nhận được. Thì bây giờ mình sẽ test cái mini này trước nha mọi người. Thì mình sẽ đi ra đánh con rau trắng đi. Đấy, mình cũng chưa có cái Bicinto luôn. Mình test cái mini này trước, xong rồi xíu nữa mình sẽ đi lấy cái chân lửa mình lên mình đánh con xanh tóc đỏ là đẹp. Đấy, có trái quỷ dụng lùm la vậy. Thì bây giờ thì mình sẽ test gọi là tam trước cho mọi người xem ha, để coi thử lượng đam nó như thế nào. Chiêu bơi của nó là chiêu gồng nha mọi người. Đây mình đang gồng luôn rồi nè. Đó, chiêu bơi đó là chiêu gồng, không có đánh được. Mình đánh cái melee này rất là nhiều, nhưng mà mình chưa bao giờ mình tính đam của nó hết mọi người à. Bây giờ mình sẽ thử đam nha. Và mình chỉ có 10.000 điểm star thôi nha mọi người. Để xem lượng đam của mình là bao nhiêu ở gọi là không có haki bá dương nha mọi người. Không có haki bá dương mà chỉ có 10.000 điểm star thôi. 242.000 đam à, 242 gì lộn, 242m đam à. Thì cũng không có mạnh lắm nhờ. Thì bây giờ mình sẽ thử gồng haki bá dương lên, mà đánh riêng nó thôi nhé mọi người. Gồng haki bá dương lên. Đấy. Haki bá dương lên thì cái này nó sẽ rơi bao nhiêu đam đây? 242.000. Cái này thì được 1m rưỡi, 1m51 ấy. Thì bây giờ mình sẽ gọi là đánh full hết tất cả các combo của cái này kết hợp với haki bá dương cho mọi người xem ha, để cho nó hồi là hết đi. Xong rồi mình sẽ đánh, mình dùng cái kiếm này nhé mọi người. Xíu nữa thì mình dùng melee kia thì mình cũng sẽ dùng cái kiếm này luôn. Để thôi coi thử full một combo của mình hiện tại bao nhiêu thì nó sẽ gây ra được bao nhiêu đam nhé. Tính như vậy thì nó sẽ rất là dễ mọi người à. Tính như vậy thì chúng ta sẽ biết cái gọi là cái melee nào hơn cái melee đi nè. Đấy, chiêu thức nè, cho nó giống nhau hết nhá. Một combo nó sẽ là bao nhiêu đam. Mình sẽ lấy súng ra nè, mình đã tắt autolist rồi mọi người à. Nên đam rất là chuẩn nha. Z này, X này, vơi này. Chờ cái trái lửa này mình nói rất nhiều lần rồi, mọi người hãy chờ từ từ nha, đừng đánh vội, để chờ từ từ cho chiêu thức nó xuống rõ ràng hẳn đây rồi mọi người hãy đánh. Và lượng đam của nó khi mà có haki bá dương mà kết hợp với cái melee này luôn là được bao nhiêu? Được 17,97 tỷ mọi người ạ. 17,97 tỷ nhiều hết. Nói chung bây giờ hiện tại thì mình rất là nhiều đam rồi. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt nó luôn ha. Mọi người nhớ lượng đam giùm mình nha. Nhớ lượng đam giùm mình, xíu nữa mình sẽ đi đổi chân lửa. Chân lửa thì hình như là mình cũng cài lên 1.500 battery rồi. ở cái mình chưa có show down cho mọi người coi cái melee đó đúng không? Thì bây giờ coi như cái clip này thì mình sẽ show down cho mọi người coi cái đam của cái melee chuyên lửa của mình luôn. Có thể là nhiều bạn đã lấy được rồi và cũng có nhiều bạn chưa lấy được, nên là gọi là cho các bạn coi cái lượng đam hiện tại thì mình chưa có match luôn, chưa có match Sita luôn. Tại vì Sita nó cộng cái lên là nó cộng chỉ cộng cái điểm này nè mọi người, điểm năng lượng á, nên mình không có luyện nhiều nên cũng hơi yếu. Bấm lộn tắt gồng. Bây giờ mình đánh nhanh con boss này nha mọi người, rồi biết đâu được cũng rớt cái gọi là cái cây Bicento sao ha, cái cây kiếm của ai á. Lý do tại sao mình sử dụng nhiều mà một nó chỉ tạo ra khoảng được 4 tỷ đam, thì lý do nó chỉ có 3 chiêu thôi mọi người ạ. 3 chiêu mà 4 tỷ đam thì so với cái Yoru thì một đống chiêu được 6 tỷ thì thực sự ra nó chả hơn bao nhiêu hết á. Nên mình sử dụng cây này, nó có 3 chiêu, nó tiện mọi người ạ. Nó chỉ có 3 chiêu thôi, đánh không cần nhiều, đánh nhiều quá mà được 6 tỷ đam. Chắc là mình nghĩ là do úp cái lửa nên nó gọi là được ưu tiên những cái vũ khí của AI, nó rất là mạnh mọi người ạ. 3 chiêu và 4 tỷ đam rất là nhiều ấy. Cái Yoru một đống chiêu được 6 tỷ. Trời ơi, không ra cái gì luôn, quá đen cho mình rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái chân lửa nha mọi người. Chân lửa thì mọi người hãy đi qua bên cái hòn đảo nhà tù mọi người lấy ha. Thì nó cũng giống như vậy thôi. Mọi người sẽ dùng cái chân lửa V1. Mọi người đánh quái thì nó không quy định mọi người đánh quái ở đâu hết. Mọi người chỉ cần dùng cái melee chân lửa mọi người đánh quái. Và có những bạn hỏi mình là nếu mà đánh lỡ anh đánh xong rồi ao ra vào lại thì nó còn hay không? Nó vẫn tính cho mọi người nha. Cứ thoải mái, mọi người đánh xong mọi người chán, mọi người ao ra xíu rồi mọi người quay lại mọi người làm tiếp cũng được. Nó không có bị cái vấn đề là nó tính lại từ đầu cho mọi người đâu. Mà nói chung mình cũng hên xui thôi. Cái Galaxy thì thực sự ra mình đánh nó cũng khá là lâu, tầm khoảng 1 tiếng mấy. Còn cái melee chân lửa này mình đánh tầm khoảng 20 phút. Có. Đây, chân lửa thì mọi người hãy đến đây mọi người lấy ha. Đấy. Chân lửa thì mình cũng đã cài lên 1.500 battery rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay về cái đảo bên kia mình test lại cho mọi người xem ha. Thì mình sẽ test con boss xanh tóc đỏ đi. Xanh tóc đỏ thì kiếm xanh tóc đỏ mình đã có rồi. Một cây kiếm mà đánh hơn 4 tỷ mấy đam thì thật sự ra một cây kiếm legend luôn nha mọi người. Mình chưa được cầm cái Bicento trên tay nên mình cũng không biết cái Bicento lượng đam nó tạo ra là bao nhiêu. Nhưng mà nghe nói Bicento mà khi kết hợp với trái chấn động, trái hoa kè thì rất mạnh. Nhưng mà tôi đã được cầm chấn động đâu mà tôi đã được cầm cái cây Bicento đâu mà biết mọi người. Tôi đang cố gắng cài Bicento để làm clip cho mọi người xem này. Tôi đánh cây Bicento này 3 ngày rồi mọi người, hơn cả đánh boss để tìm cái cây để mình tìm cái cây gì ta, tìm cái cây kiếm cùi bắp á, cái hoa cùi bắp và cây phát Yoru ấy. Thì bây giờ mình sẽ thử đánh con boss xanh tóc đỏ bằng cái melee này nha mọi người. Đầu tiên cũng như vậy, chúng ta sẽ chắc là mình nghĩ chiêu bơi cũng nó là một chiêu gồng vậy. Để mình test coi. À đúng rồi, nó cũng là một chiêu gồng, còn chân lửa lên. Để xem coi chiêu thức của chân lửa thì nó sẽ là như thế nào nha mọi người. À cái kia là Gippo à. Ủa cái này Gippo nhiều thế. Ô bằng nam nhau à. Cái kia cũng 240 mấy. Chiêu C là Gippo. À nó giống kiểu Gippo. Ồ ra vậy. Chiêu bơi thì chắc chắn là không đánh được rồi. Em test lại phát nữa nha. Coi chiêu bơi có đánh được hay không nha mọi người. À chiêu bơi chắc chắn là không đánh rồi. Chiêu bơi là một chiêu gồng thôi. Để mình chờ dây nó cooldown lại xong mình bật lên lại ha. Vậy là nếu mà một cái melee legend và một cái melee mythical mà nó bằng đam nhau thì mọi người hiểu. Nếu như mà sử dụng cái nào thì nó sẽ dễ hơn. Và cái chiêu, và mọi người nhớ là cái chân lửa này á, một chiêu là Gippo, một chiêu là chiêu gồng, nó thua cái kia rồi. Bên kia nó chỉ có một chiêu búp thôi. Nó cũng phải cái gì đó chứ. Mọi người khi mọi người sử dụng rồi thì mọi người cũng biết nó mạnh hay là nó yếu được. Đây mình sẽ làm lại nha. Chết này, chết này, quê này. Nó cũng như nhau thôi, nhưng mà thiệt sự ra đánh như vậy thì mọi người cũng biết là cái nào hơn rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với hai kia bá dương nha. Kết hợp với hai kia bá dương coi lượng đam nó là như thế nào. Còn nó có hơn 1,5 tỷ không? Nếu mà nó hơn 1,5 tỷ là mọi người hiểu rồi đấy. Một tỷ bốn trăm sáu mươi đam thì nó không thua bao nhiêu hết mọi người. Một món legend và một món mythical mà nó thua nhau có chưa đến 20 m đam này, thiệt sự ra thì khá là gọi là sử dụng cách nào thì tùy vào sở thích của mọi người thôi. Bây giờ mình sẽ thử full combo nhé, thử full combo nhé mọi người, thử full combo. Hồi nãy cái kia mình nhớ là được 17 tỷ đúng không? 17 tỷ, để xem cái này gặp bao nhiêu nhá. Cái kia là 17 tỷ, cái này hay bao nhiêu? Cái này 18 tỷ không? Hay là 17 tỷ như cái kia. Khi mà dùng chung thì nó sẽ bị thiếu một tí ram nhỉ. 3 tỷ là nhiều đấy, 3 tỷ là nhiều á mọi người ạ. Mình sẽ làm lại một lần nữa nha, coi nó chính xác hay không. Mình không, mình chưa bật chữ bơi. Trời ơi, lại nè, mình chưa bật chữ bơi hèn gì. Xanh nó tí nữa thì hỏng. Mình chưa bật chữ bơi hèn gì, mình nói sao gì kỳ. Lại nha mọi người, chưa bật QB hay gì mình nói sao nó thiếu ram. Đấy nè, chắc chắn là phải được 17, 16, 17 tỷ gì chứ đúng không? Nó cũng thế à mọi người à. Vậy là cái này nó không gây ram theo thời gian được à. Thì hết Haki Bá Dương nữa. Trời đất ơi, tôi gọi là tôi không phục mọi người à. Mọi người chờ một xíu đi, tôi chờ 60 giây tôi test lại mới được. Làm gì có cái vụ mà nó thua tới 3 tỷ mấy đam như vậy được, không thể nào được như vậy mọi người ạ. Mọi người chờ trong mấy chục giây đó, tôi cho mọi người coi kho đồ tôi xíu ha, coi kho đồ tôi xíu xong rồi tôi phải test lại mới được. Không gọi là không phục mọi người ạ. Làm sao có cái chuyện mà như vậy được đúng không? Làm sao có cái chuyện mà ok du biển đâu á, du biển ở đảo bên kia thôi. Du biển này giờ cũng không cần đánh đâu mọi người. Cái cây kiếm ngắn này nè, nó trong du biển nó cũng rớt ra đấy. Giờ không cần đánh đó, giờ chỉ cần con bò biển để mình đánh, mình lấy cây kiếm của Du Bóng Tối thôi. Bây giờ mình sẽ chờ 20 giây mình test đam lại nhé mọi người. Là không phục, làm sao mà nó có thể thua 3 tỷ đam như vậy được. Làm gì có ví dụ mà thua 3 tỷ đam như vậy được đúng không? 10 giây thôi, 10 giây thôi, tôi test lại phát nữa xong rồi tôi sẽ kết luận nha mọi người. Kết luận coi hai cái này gọi là có sự chênh lệch quá lớn hay không, một giữa một cái mini mythical và một cái mini legend. Đấy, cái kia hồi nãy là 17 tỷ, cái này thì ít nhất là nó cũng phải 15-16 tỷ. Lại nha. Không thể nào như vậy được. Chắc chắn là nó phải có uẩn khúc gì ở đây. Đó không, tôi biết mà, làm sao có vụ kia được. Đấy, cũng phải 17 tỷ đấy. Đó, 17 tỷ rưỡi. Đó, mọi người thấy không? Hai cái mili này, một cái mili legend và một cái mili mythical mà đánh ra lượng nào nó bằng nhau á. Thì mình nên khuyên mọi người sử dụng cái này cho nó đơn giản. Lý do tại sao sử dụng cái này nó đơn giản? Tại vì cái mili Galaxy nó có một cái chiêu dặm xuống đất mọi người, nó hay bị lỗi lắm, nó lọt xuống lòng đất ấy. Đây, mình kêu con này luôn nha. Sao trong game này những cái món legend với những cái món mythical lượng đam nó tạo ra nó không quá to nhỉ, nó không gọi là quá khác biệt mọi người à. Nó chỉ cách nhau vài trăm mờ thì vài trăm mờ đam thì mọi người biết là lên lấy cái nào cho nó đơn giản rồi đúng không? Đấy, đây cũng như cái này, cũng như cái vũ khí của ai. Bây giờ thì đến cái chân lửa của Sanji và cái Galaxy của Gap thì mọi người thấy đó. Hai cái melee này, một cái legend, một cái mythical nhưng mà lượng đam trên là không bao nhiêu. Thì nói chung là tùy sở thích mọi người thôi. Mọi người muốn dùng cái nào thì mọi người dùng rồi. Còn mọi người nhớ là cái chân lửa này nó có chiêu Gippo đó nha, đi rất là sướng luôn ấy. Rồi, mình sẽ kết thúc cái video gọi là thử so sánh hai cái melee mới của game vừa update. Đó là cái chân lửa V2 và cái Galaxy của Gap, một cái là của Sanji, một cái của Gap. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn mọi người nhiều video sau nhé. Bye bye.